Đại diện tập đoàn Thiên Tân và đại diện Ủy ban Nhân dân phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi đã đến thăm trường hợp của em Lương Thị Khánh Mỹ ở phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi. Khánh Mỹ là nhân vật của chương trình Chân Trời Ước Mơ. Thông qua chương trình Chân Trời Ước Mơ thì cũng đã biết hoàn cảnh của bé như thế này, thì cũng đáng để trao cho bé một phần quà học bổng để góp sức cho em tiếp tục vươn bước trên con đường của mình. Sự ủng hộ này của công ty tụi em sẽ góp một phần động lực cho bé, là bé sẽ cố gắng học tập tốt hơn, không phụ lòng mong mỏi của tiên chức công ty, của ủy ban cũng như là phía gia đình. Chào quý vị, chương trình Chân Trời Ước Mơ tuần này sẽ là trường hợp của em Nguyễn Hà Nguyệt Nhi ở xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa. Nguyệt Nhi vừa mới thi đậu vào trường trung học phổ thông số 1 Tư Nghĩa. Và xin giới thiệu đến quý vị, bạn Hồ Phi Linh là bí thư đoàn thanh niên xã Nghĩa Hiệp sẽ chia sẻ cụ thể hơn về trường hợp của em Nguyệt Nhi. Chào chương trình, chào anh chị. Thì em tên là Hồ Phi Linh, hiện tại là bí thư đoàn thanh niên của xã Nghĩa Hiệp. Thì em trực tiếp là quản lý công tác thanh niên cũng như là công tác thiếu nhi tại địa phương. Thì tụi em cũng biết được hoàn cảnh của em Nguyễn Hà Nguyệt Nhi. Thì Nguyệt Nhi thì hiện tại là vừa rồi là mới thi vào lớp 10 của trường Tư Nghĩa 1 với điểm số rất là cao. Và bên cạnh đó thì thành tích học tập của em thì trong 9 năm học vừa qua thì cũng đều là đạt được học sinh giỏi xuất sắc. Là lúc em còn 5-6 tuổi thì bố mẹ đã ly hôn. Thì em Nhi là sẽ sống với bố và cũng như ông bà nội. Thì cách đây 3 năm thì bố là đã bị ung thư vòm họng và mất sớm. Giới thiệu với chương trình thì đây là ông nội của bé Nguyễn Hồng Nguyệt Nhi. Đây là nội của Nguyễn Hồng Nguyệt Nhi. Thì trước giờ thì ông bà chỉ là lồng nông thôi, và đến hiện tại thì ông bà cũng chỉ lồng thêm những mảnh vườn phía sau, nuôi thêm con heo gà để có tiền để cho Nguyệt Nhi đi học. Ba của Nguyệt Nhi là mất cách đây 3 năm rồi phải không bác? 3 năm rồi. Dạ. Ừ. Cái lúc mà ảnh bệnh thì cái thời gian có kéo dài không ạ? Bảy tuần thôi ạ. Rồi cái khoảng thời gian đó thì nhà mình lấy cái kinh phí đâu để mà chạy chữa? Kinh phí ở nhờ bò he rồi đi he là cũng nhờ cái bọn bè nó ở lùm ăn có nợ gửi gì nó cho hầu hạt lắm đó. Dạ. Là mình nhập học vào lớp 10 rồi thì hiện tại là sách vở hay là quần áo là con đã chuẩn bị như thế nào rồi? Dạ, về sách vở thì con được nhà học bổng và bây giờ thì con được một chương trình của thầy Tạng. Dạ. Con tên là Nguyễn Hồng Nhi, con mới thi vào lớp 10 của trường Tư Nghĩa. Hồi nhỏ thì con sống với ông bà nội và ba mẹ, nhưng một thời gian thì ba mẹ con ly hôn và con ở ông bà và ba. Trước đây 3 năm thì ba con qua đạo vì bệnh nạn. Hiện tại ông bà thì không còn được sức khỏe để lao động. Ba nó đau thì cũng vất quá thiệt, bởi vì đau có bệnh cần thiết đó. Mà tiền nang thì muốn cho trong nhà có đâu cho nhiều, thì phải mượn nó rồi nó kia lo cho nó, nhưng mà đồ nó cũng không qua thủa. Đồ thời gian như vậy thì thôi bây giờ trời kêu nó thì nó giờ á. Nó ở với bà hồi 6 tuổi miết bây giờ, nội năm nay
bãi bả rồi. Hoàn cảnh thấy tội quá. Giờ nó đâu có lo nữa hả? Bà nuôi con heo nữa, rồi nuôi gà rồi thêm luôn. Rồi mấy cô nó về thấy vậy cũng cho tiền thêm, ủng hộ tiền ăn uống. Bây giờ thấy nó hạt được, bà lo lắng. Mà bô giờ không nấu thì ha, thôi bây giờ không biết cách thôi. Giờ nó thi lớp 10 rồi thì đảo đầu rồi bỏ. Thôi con đón hạt đi. Dạ, trước khi mất thì ba con nhẹ có hạt tập thật tốt và luôn phụ giúp ông bà nội. À, và từ đó thì con vẫn luôn thực hiện những điều mà ba nói và luôn cố gắng hạt tập thật tốt để làm một học sinh giỏi. Thương, thương con, thương cháu. Cho nuôi cho mẹ nó có xoa nó thì nó cũng còn ba nó thì mình cũng đỡ. Bây giờ ba nó không có rồi, nuôi cho mình lo trộn rồi. Mà lo mà đứa nuôi không biết nghe thì cũng buồn, cũng tức cho mà nó tội. Cho nên bà mừng chỗ đó. Ông là Nguyễn Văn Biên, sinh năm 1947, năm nay 37 tuổi. Là ông nội của Nguyễn Hoàng Việt Nhi. Từ ngày ba bé Nhi mất rồi nó suy sụp gia đình, cái nó rầu rồi mát nó bệnh, không thấy một con, còn có con. Bây giờ hoàn cảnh khổ quá. Nó thiệt rồi, nó lo hôm hạ tội, vì hạ miết thật hệ, nó chăm chỉ lắm, ngon ngon không có gì. Thì giờ bà cũng cố gắng làm, bà biết nó đón hạt. Mưa chiều tới có mất mà nó hai chứ không bỏ hạt uống. Thì bà cũng động viên nó vậy. Chứ bây giờ bà chẳng biết nuôi cách thôi. Dạ, con ước mơ sau này con sẽ thành công và có thể một phần nào đó giúp được những người giống như con. Quý vị, như vậy là trường hợp của em Nguyệt Nhi sẽ nhận được một suất học bổng từ tập đoàn Thiên Tân. Và nếu như mà nhận được cái suất học bổng này thì con có điều gì muốn chia sẻ không? Dạ, con rất vui khi được nhận suất học bổng này và con rất biết ơn và cảm ơn những người đã luôn tài trợ cho con, và con cảm ơn tập đoàn Thiên Tân đã luôn đã tài trợ cho con suất học bổng này và con hứa sẽ luôn học tập thật tốt. À, kính thưa chương trình, thì đối với trường hợp của em Nguyễn Hoàng Nguyệt Nhi, về phía địa phương thì bản thân em cũng như địa phương cũng sẽ tiếp tục quan tâm đến gia đình và hoàn cảnh của Nhi, thì cũng sẽ coi như là người chị trong gia đình để giúp đỡ Nhi về tinh thần cũng như là vật chất sau này.